em tờ đường xin kính chào anh chị hôm nay lại à, tiếp tục giới thiệu với anh chị một cây à, thuốc rất là quý nó quý bởi vì à, nó chữa được nhiều bệnh ngoài ra thì à, với à, nhiệt độ với à, sức nóng của mùa hè thời điểm mà tôi đang quay đây là tháng 6 à, dương lịch thời tiết rất là nóng bức luôn anh chị nhé và cũng à, đúng là ngày mùa ngày mùa vì à, bà con đang cặt hái nhiều ngày mùa vì à, bà con dân à, đi rừng nhiều ngày, à, ngoài ra còn à, những à, công việc khác mà đang phải làm ở trong điều kiện thời thời tiết rất là nóng chính vì thế với điều kiện nóng như hôm nay tôi xin giới thiệu thêm anh chị vài cây huyết dụ kính thưa anh chị trong tự nhiên huyết dụ thì có ba loại một là đây tôi giới thiệu thêm anh chị đây là huyết dụ màu đỏ đây là huyết dụ quý nhất anh chị nhé mà có nhiều tác dụng nhất thứ hai là có huyết dụ mọc cũng như thế này thân to hơn anh chị ạ thân to bằng cổ tay cơ thì lá màu xanh xanh sọc sọc. Ngoài ra thì có một uh, loại hết dụ nữa là uh, lai màu lai giữa cái hết dụ đỏ này và cái hết dụ xanh thì uh, thân thì uh, nhỏ hơn cây hết dụ trắng nha anh chị nhé. Đây là cái huyết dụ đỏ là cái huyết dụ quý nhất nha anh chị nhá. Đây. Giới thiệu tên anh chị. ví dụ này thì giới uh, thiệu với anh chị thì uh, cũng là một cây uh, bụi thôi anh chị ạ. Đây như anh chị thấy là đường kính thì uh, cũng từ uh, 2 đến 5 cm thôi anh chị ạ chiều cao có thể đến ba bốn cm tuy nhiên cũng chỉ là cây bụi vì khi cao lên thì cây rất khả rất dễ bị gãy anh chị nhé theo tôi ý, đây là một cây thuốc rất được quý nên mỗi gia đình nên trồng đến một cây nhỏ thì cây này là rất dễ trồng nên anh chị chỉ cần cắm ở những ở những nơi độ ẩm cao một chút là cây có thể sống ở trên trường rất tốt kính thưa anh chị à, cái ví dụ này có thể sử dụng làm thụ uống làm nước uống hàng ngày được anh chị ạ anh chị có thể sử dụng lá cây hết dụ là một này lá dâu ngô là hai cái lá mã đề là ba kèm theo một chút nữa đó là cái rễ của cái cỏ danh đó là một bài thuốc rất là tốt để giảm thanh giảm nhiệt độ thanh nhiệt cơ thể giảm tiểu buốt mùa hè thì các anh chị cũng biết đi làm về thì với ánh nắng của mùa hè rất là nóng nực thì cơ thể thì sẽ là nóng trong người đi tiểu là rắt buốt thì đây là một bài thuốc rất là quý về mùa hè thế là mong anh chị lưu uh, tâm và cố gắng mỗi gia đình uh, nên trồng với một chút cây huyết uh, dụ này anh chị nhá đây ạ giới thiệu cho anh chị đây nhé đây lá thì uh, có bản rộng từ uh, 3 đến uh, 8 cm có thể đến 10 cm dài thì có thể tùy tùy dài có thể đến 30 40 cm nha anh chị nhé đây cuống lá này cuống lá thì uh, mọc so le ôm lấy thân anh chị nhé có mấy thân luôn để thiệu cái dụ này để gọn cái dụ nha anh chị nhé cái dụ này chữa được rất nhiều là bệnh luôn anh chị nhé đấy bệnh thì chữa được nhiều rồi nhưng mà cái cái hỗ trợ điều trị bệnh mùa hè như tôi đã giới thiệu để 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 giảm nhiệt độ cơ thể giảm nóng trong để giảm đáy buốt giảm đáy dắt thì anh chị lưu ý bài thuốc tôi đã nêu với như trên anh chị nhé Tôi xin phép giới thiệu cho anh chị một số hình ảnh đây. Kính thưa anh chị, hiện nay ý, ở à, à, tỉnh Hà Giang à, đã à, có một bài thuốc chữa đại tràng cái à, cái cái ví dụ này anh chị nhé Đấy là theo tôi được biết thì đấy là một bài đề tài nghiên cứu học cấp tỉnh ở trên Hà Giang. À, người dân à, tập Tày ở Hà Giang có vài thuốc dùng cái ví dụ này để điều trị bệnh đại tràng rất là tốt thành phần gồm có lá cái ví dụ là một này lá cái du hùm này và cây muồng một lá là ba thành phần chính ngoài ra còn một số thành phần khác nữa đây là một cái bí mật của nhà thuốc thì tôi chỉ nêu ba cái loài cây chính của người dân tộc tày ở Hà Giang đã có một bài thuốc để chữa bệnh trị bệnh 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 đại tràng rất là tốt tôi cũng mong là anh chị À, nghiên cứu quan tâm tới à, bài thuốc này của người dân tộc tài à, sống sinh sống tại Hà Giang anh chị nhé. Đây là bài thuốc à, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của tỉnh Hà Giang anh chị. Ạ. Đây đấy, cố gắng giới thiệu cho anh chị chi tiết hình ảnh. này thì, à, cũng nhiều người biết nhưng mà tuy nhiên thì à, cũng một số à, anh chị một số bạn ở à, thành phố hoặc là ở những nơi thì ít cây cũng chưa được biết hình ảnh này thì tôi uh, xin phép chỉ chia sẻ chia sẻ cái hình ảnh này tới các anh các chị thôi nhé không có ý định dạy dỗ thì các anh chị đâu nha đây rất là nhiều luôn các anh chị nha chị tôi quay uh, thì bà cụ và vị trí khu vực của tôi sinh sống thì gần như nhà nào cũng trồng một cây này anh chị ạ dùng cái này để lấy lá uống uống hàng ngày thay cùng thay nước luôn anh chị nhé thì cái này chỉ có tốt thôi cái bổ máu rất là tốt thôi không có lợi hại gì cả uống vào mát mẻ nhẹ nhõm người anh chị ạ đây nha anh chị nha tiếp tục một uh, quay một góc khác của cây ví dụ chính thuê anh chị thì ngoài những tác dụng tôi đã nêu trên thì cái ví dụ này còn là, là cây thuốc chính trong rất nhiều bài thuốc cụ thể như chữa bệnh băng huyết này chữa bệnh trĩ này anh chị nhá rất là nhiều bệnh luôn anh chị nhá rất là nhiều bệnh anh chị ở đây hình ảnh tôi uh, chia sẻ chia sẻ cho anh chị anh chị nha đây Ví dụ màu rất là đẹp luôn anh chị ạ. nghe từ vết dụ đã là thích rồi là cây bổ máu này anh chị ạ. nghe đã thử thích rồi anh chị nha. lá rất là đẹp luôn. vị trí này mà cụ cũ cũng trồng ở gần nhà, vị trí đất ẩm anh chị ạ. lá rất là tươi tốt, đẹp luôn anh chị nha. khu vực nhà tôi thì khu vực tôi sinh sống này, công tác này thì thì nhà nào cũng trồng cây này anh chị ạ. nhà nào cũng có. Thì anh chị nhá. Cái này đẹp luôn. Ngoài ra ấy, cái này cũng phải chữa chữa cả kết lị anh chị ạ. Cây thuốc đa chức năng, rất là nhiều rất là chữa được rất là nhiều 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 nhiều, nhiều tác dụng luôn anh chị nhá. Khi các uh, anh chị uh, nóng có thể là chảy máu cam thì đây là cũng là bài thuốc uh, chữa chảy máu cam và chữa chảy máu uh, dưới da luôn anh chị nhá. anh chị có thể dùng uh, lá cái viết dụ này cộng với uh, lá cây uh, chắc bách diệp cộng thêm cây cỏ nhọn nồi ấy nhá, thì uh, các anh chị sắc uống thì cũng là một bài thuốc rất 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 là là tốt luôn anh chị nhé. Tiếp tục thì uh, cái ví dụ này còn có thể chữa bệnh uh, ho ra máu luôn anh chị nhé. Là Toàn những bệnh hiểm nghèo mà những bệnh mà hay gặp trong hàng ngày luôn anh chị ạ, anh chị có thể dùng lá ví dụ này cộng với lá chắc bách diệp đen, cộng với lá thải lài tía nha anh chị nhé, lá xạ can, anh chị có thể sắc uống cũng để chữa rất là tốt bệnh ho ra máu các anh chị nhé các anh chị lưu ý toàn những bài và bài, bài thuốc rất là rất là tốt luôn còn khi khi anh chị bị kết lị thì các anh chị có thể dùng lá huyết dụ này cộng với lá rau má lá nhọ nồi rửa sạch thì các anh có thể có thể uh, dã là vắt lấy cái nước uống thì chữa kết lị cũng rất rất là tốt luôn anh chị nhé thế ạ à, rất là nhiều bài thuốc giới uh, thiệu cho anh chị <laughs> rất là nhiều bài thuốc luôn anh chị nhá Đây anh chị một số hình ảnh về cây à, ví dụ này anh chị nha quay à, góc nào thế đẹp ạ à? thì cây này là cây đa di năng chữa được rất là nhiều bệnh luôn à, các anh chị nha ngoài ra nữa nhé tôi vừa mới hỏi bà cụ bà cụ cũng ở ngoài ra nó dùng cây lá ví dụ này có thể phòng chữa phong thấp và các vết uh, máu ứ nhanh anh chị nha vết thâm tím ấy có thể các anh chị cũng dùng lá anh chị dùng lá của cái này hoặc rễ hoa ví dụ này có thể dã ra sắc uống nha anh chị nhé kính thưa anh chị, hiện nay tôi nghiên cứu một số loài thực vật trên địa bàn sinh sống sau khi gặp thì tôi có video để mô tả đặc điểm của loài cây rất mong anh chị quan tâm, đăng ký, theo dõi, góp ý để tôi có động lực nghiên cứu rất mong anh chị chia sẻ hình à, ảnh của cây ví dụ trong video của tôi để nhiều người biết đến loài cây cũng như tác dụng của cây xin cảm ơn anh chị, xin chào anh chị nhé